Cách chụp ảnh với lan can ở công viên. Đừng chụp như thế này. Chụp ở góc 45 độ, sử dụng lan can làm đường dẫn. Đặt camera sát lan can và sử dụng lan can làm tiền cảnh. Tựa vào lan can và hơi ngẩng đầu. Bước đi phía trước lan can và chụp tự nhiên. Bật chế độ chân dung và phóng to 3x. Ngồi dựa vào lan can tạo thành hình tam giác.